Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bình luận các ván cờ hay, các tiêu điểm, khai cuộc, chung cuộc, đặc sắc và mới nhất của các danh thủ đương đại. Trong chương trình của buổi tối hôm nay, tôi xin hạnh được giới thiệu cùng quý vị và các bạn một ván cờ rất hay, hấp dẫn và chất lượng mới chỉ diễn ra cách đây chưa lâu vào ngày 30 tháng 12 năm 2020 trong khuôn khổ của giải thi đấu cờ tướng Trung Quốc tượng kỳ bài vị tái tranh cúp bằng thành bôi lần thứ 2. Giải cờ tướng bằng thành bôi lần thứ 2 là một giải đấu lớn được tổ chức rất quy mô và chuyên nghiệp, diễn ra trong dịp cuối năm tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông với sự tham dự của 16 cao thủ hàng đầu của Trung Hoa kỳ nghệ. Đây là trận đấu sinh tử chiến nằm trong nhánh thua giữa hai đại cao thủ đương thời. Một bên đó là Ngọc Diện Thần Quân Tử Xuyên và một bên đó là Lục Mạch Thần Kiếm Triệu Âm Hâm. Trận đấu này là trận đấu gặp gỡ tư hùng thứ 3 liên tiếp trong vòng 1 tháng giữa đôi bên. Tại giải thi đấu cờ tướng Bích Quế Biên Bôi lần thứ 9 tổ chức tại tỉnh Quảng Đông, khi đó Ngọc Diện Thần Quân Tử Xuyên đã xuất sắc đánh bại được Lục Mạch Thần Kiếm Triệu Âm Hâm trong trận chung kết của nhánh thắng và đã lọt vào trận đấu chung kết cuối cùng, rồi đã thuận đường đắc vị đăng quang và giành luôn ngôi vô địch. Vài ngày sau thì Triệu Hâm đã gỡ lại được thể diện trong giải thi đấu Lam Bắc Tranh Hùng tranh cúp Cát Thị Bôi được tổ chức tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Khi đó Triệu Hâm đã đả bại được Tưởng Xuyên với tư cách là đại diện của quân đoàn Nam Phương, còn Tưởng Xuyên là đại diện ưu tú của quân đoàn Bắc Phương. Chính vì vậy trận tư hùng thứ 3 này đã gây ra rất nhiều sự yêu mến, theo dõi và quan tâm của giới chuyên môn và người hâm mộ. Hai kỳ thủ sẽ phải đọ sức tranh hùng với nhau lần lượt qua các hình thức cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ chớp sinh tử để phân định thắng thua. Theo kết quả bốc thăm trước giờ thi đấu thì Ngọc Diện Thần Quân Tưởng Xuyên sẽ là người lĩnh ấn tiên phong, giành cầm quân đỏ đi tiên trong trận đấu cờ tiêu chuẩn có thời gian 50 phút tích lũy 30 giây và đây là một lợi thế đáng kể dành cho Ngọc Diện Thần Quân. Bởi vì tất cả mọi người đều thừa biết Tưởng Xuyên là kỳ thủ sở hữu một trí nhớ phi thường và có một nền tảng kiến thức khai cuộc hết sức đầy đủ và vững vàng. Anh được xem là ông vua khai cuộc của cờ tướng hiện đại. Tưởng Xuyên đã ung dung vào trận với một tâm thế rất là cẩn thận và trầm hùng bằng hệ thống khai cuộc phi tượng. Bên đỏ tượng 3 tấn 5, bên đen pháo 2 bình 4, bên đỏ binh 3 tấn 1, bên đen mã 2 tấn 3, bên đỏ binh 7 tấn 1. Như vậy là hai cao thủ hàng đầu của Trung Hoa kỳ nghệ đã giáp trận với nhau theo một hình thức khá cổ điển, đó là phi tượng cuộc đối hữu sĩ giáp pháo. Tuy nhiên thì do lý luận cờ tướng hiện nay đã được nâng tầm cộng với sự hỗ trợ tối đa của công nghệ phần mềm máy tính, cho nên là trong những đối trận thuộc trường phái cổ điển trước đây thì bây giờ đã mang một sức sống mới với một diện mạo hết sức mới mẻ. Đòn đánh lưỡng đầu xà của Tưởng Xuyên áp dụng trong trận đấu thực chiến này là một đòn đánh khai thông quân lực khá hay. Nó sẽ giúp cho bên đỏ sau này dễ dàng có thể cất hai cánh mã và khống chế lấy điểm cao, trong khi đó thì bên đen sẽ phải khá chật chội cho việc phát triển cánh mã. Lúc này đây đến lượt Triệu Âm sẽ là người đi quân. Bình thường theo hình thế này thì bên đỏ sẽ nghĩ đến nước đi xe 1 bình 2, thuận thế xuất xe để khống chế cánh trái của bên đỏ. Tuy nhiên trong trận đấu thư hùng rất đỉnh cao tại bằng thành bôi thì Triệu Hâm đã sửa lướt cờ và đã sử dụng lướt biến rất là cương mãnh và tấn công ngay vào hệ thống phi tượng ổn định chậm chắc của bên đỏ bằng thủ pháp pháo 8 bình 5. Đây là một đòn đánh mang tính chất cực kỳ cứng rắn để có thể tấn công luôn vào lộ 5 của đối phương để xem Tưởng Xuyên sẽ ứng chiến như thế nào. Sau lướt cờ pháo 8 bình 5 của bên Triệu Hâm, Tưởng Xuyên cũng không hề tỏ ra ái ngại. Anh ta lập tức lưng hoành xe để trợ chiến, có ý định thả cho đối phương ăn tốt đầu để có thể tăng nhanh tốc độ xuất quân chủ lực của bên mình. Bên đỏ đi nước cờ này xong, sẽ chờ xem bên đen sẽ xử lý ra sao. Bên đen mã 8 tấn 7, bên đỏ xe 9 bình 6, bên đen xị 4 tấn 5, bên đỏ xị 4 tấn 5, bên đen xe 1 bình 2, bên đỏ xe 6 tấn 5, bên đen xe 2 tấn 6. Như vậy các bạn thấy rằng Triệu Hâm cũng rất là cẩn thận, không xa lầy vào những bẫy khai cuộc của Ngọc Diện Thần Quân. Anh ta không tự tiện dùng pháo để oanh kích tốt đầu để làm cho trận địa của bên mình có sự sơ hở. Nếu như bên đen mà thay đổi lướt đi, không đi lướt cờ xe 2 tấn 6 mà lại đổi đòn dùng đòn pháo 5 tấn 4 với mục tiêu
là chiếm thực lợi tốt đầu, thì khi đó bên đỏ sẽ dễ dàng là lợi dụng và khai thác điểm yếu quân lực của bên đen, rồi từ từ để có thể chiếm lấy tiên cơ trong trận đánh. Cụ thể như sau: bên đỏ mã 2 tấn 4 bắt pháo đầu, buộc bên đen phải rút lui, sau đó là thủ vác xe 6 bình 7 ăn tốt đè mã. Đến đây bên đen phải thụ động đỡ con mã thủ lộ 3 của bên mình, bên đỏ sẽ thừa cơ bình 7 tấn 1 qua sông, chuẩn bị tư thế đi nước cờ rất mạnh, đó là tốt 7 bình 8 bắt xe, sau đó có thể xe 1 bình 3 bình xe yểm trợ. Hình cờ này là hình cờ tưởng xuyên sẽ giành được ưu thế khá rõ rệt sau phần khai cuộc. Chính vì lý do đó, trên thực chiến thì Triệu Hoa Văn, chủ tướng của quân đoàn Chiết Giang, đã đi nước cờ xe 2 tấn 6, là một nước cờ phòng ngự phản công khá là tích cực của bên đi hậu. Sau nước cờ xe 2 tấn 6 của bên đen, đến lượt bên đỏ đi. Bây giờ bên đỏ mới nghĩ cách để triển khai quân lực cánh phải có phần khá o bế của mình. Bên đỏ quyết định nhảy quải giác mã để chuẩn bị ra xe một cách từ từ. Bên đen xe 9 tấn 1, bên đỏ mã 8 tấn 9, bên đen xe 9 bình 6, bên đỏ xe 1 tấn 1, bên đen xe 6 tấn 3, bên đỏ pháo 8 bình 7, bên đen pháo 5 bình 6. Như vậy các bạn thấy rằng là hai kỳ thủ đã so đọ nội công ngay từ phần ban đầu, đều tung ra những đòn chiêu rất là hấp dẫn, thú vị và mới mẻ trong phần khai cuộc, chứng tỏ một sự thâm sâu rất lớn trong nội lực của cả đôi bên. Bên đỏ thì áp dụng lối chơi chiến thuật thủ trước công sau, cố gắng tranh chiếm lấy những vị trí có lợi để có thể giành được một ưu thế về thực lực ở giai đoạn cờ tàn. Còn bên đen thì chấp nhận để cho đối phương nhiều tốt và có thể triển khai hai xe một cách rất tốc độ. Sau thủ pháp pháo 8 bình 7 tránh đòn của bên Tưởng Xuyên thì Triệu Hâm cũng đã sử dụng một lượt đi cực kỳ linh hoạt và uyển chuyển, đó là thủ pháp cởi pháo đầu chuyển hình pháo 5 bình 6, đã có ý định công kích ngược trở lại vào hệ thống mã quỳ của bên đỏ. Vậy thì đến đây bên đỏ sẽ xử lý con mã quỳ này như thế nào? Các bạn nên nhớ rằng trên thực chiến sử dụng quải giác mã không hề đơn giản một chút nào. Nếu như mà không có đủ nội công để có thể xoay chuyển, xoay hình đổi vận thì rất dễ bị đối phương truy bắt con mã quỳ, và con mã quỳ này cũng là con mã rất khó chạy. Trên thực tế thì Ngọc Diện Thần Quân đã có lướt cờ ứng phó khá hay, đó là thủ pháp pháo 2 thoái 2, tương đối là tinh tế. Đây là lướt cờ áp dụng lối đánh thả trước bắt sau. Nếu bên đen mà tự tiện dùng đòn pháo 6 tấn 6 ăn mã thì cũng sẽ chết lại pháo ngay. Cụ thể như là đòn đánh diễn biến pháo 6 tấn 6, bên đỏ sẽ pháo 2 bình 4 bắt xe. Bên đen chạy xe sẽ chết pháo, buộc lòng phải chạy pháo, nhưng con pháo này cũng chỉ chạy sang ngang và chắc chắn sẽ là nằm trong tầm truy sát của con xe lộ 1 của bên đỏ. Giả sử bên đen có đi xe 6 bình 7 thì bên đỏ cũng sẽ xe 1 bình 3, bên đen tự 3 tấn 5, bên đỏ xe 6 bình 7, bên đen buộc phải rút mã về, bên đỏ sẽ thừa cơ lưng xe bảo vệ tốt đầu, bên đen buộc phải bình 1 tấn 1. Và hình này là hình mà bên đỏ có sự phát triển tốt hơn, khả năng sẽ chiếm ưu một cách từ tốn so với trận địa của bên đen. Cho nên là Triệu Hâm đã không manh động đi lướt cờ pháo 6 tấn 6 để đổi quân, mà anh ta quyết định đi lướt cờ chờ đợi. Và đây một lướt cờ rất là gọn gàng và kín kẽ, tượng 3 tấn 5 để dùng song pháo gánh liên hoàn giữ nhau. Thứ hai nữa là giúp cho hệ thống song tượng có sự liên kết chặt chẽ. Về sau nếu như đối phương có xe 6 bình 7, con mã này có thể chui về chân sĩ một cách an toàn mà không sợ mất tượng. Và giờ thì bên lượt bên đỏ đi, bên đỏ buộc lòng phải đi lướt cờ pháo 2 bình 4 để kích xe, đẩy con xe của bên đen ra khỏi vị trí nguy hiểm. Triệu Mâm xe 6 bình 8, bên đỏ xe 6 bình 7. Sau lướt cờ này đến lượt Triệu Mâm sẽ là người triển khai hệ thống tấn công tiếp theo. Bên đen lúc này nhìn thấy khả năng là có thể đổi quân được rồi, bên đen lập tức pháo 6 tấn 7 để có thể ăn pháo của đối phương, buộc đối thủ phải sĩ 5 thoái 4. Nếu như Tưởng Xuyên mà không đi lướt cờ sĩ 5 thoái 4 mà ngoan cố đi lướt cờ xe 7 tấn 1 để ăn mã thì bên đen sẽ có thời cơ chạy pháo ngay, pháo 6 bình 7. Khi đó nếu như bên đỏ có tung mã bắt pháo thì vẫn không kịp. Hình cờ này là hình cờ bên đỏ sẽ chết tốt đầu và rất khó có đường công về phía bên đen. Bên đen hoàn toàn lạc quan trong giai đoạn tiếp theo khi mà hơn binh 5 và hệ thống 2 xe 2 pháo 1 mã đều rất là tròn trịa và vững vàng. Đấy chính là lý do mà tại sao Ngọc Diện Thần Quân đã không đi lướt cờ xe 7 tấn 1 mà phải chọn lựa giải pháp đó là sĩ 5 thoái 4.
Và giờ chúng ta hãy xem bên đen sẽ khai thác như thế nào sau khi bên đỏ đã phải nhún nhường. Lúc này đây thì bên đen cũng đang bị truy sát mã, lập tức mã 3 thoái 4 rút quân về thành. Bên đỏ thuận thế xe 7 bình 9 và ăn tốt ngay. Và lối đánh của Ngọc Diện Thần Quân là lối đánh rất khoa học, hiện đại, thường thiên về trường phái chặt chẽ, sâu xa và cẩn thận. Anh ta đang có xu hướng để có thể truyền tàn bằng việc là dọn dẹp hàng binh. Lúc này thì bên đỏ đang hơn bên đen tới 2 đầu binh. Và nếu như có cơ hội đấu xe, đấu pháo, đấu mã thì rõ ràng là Ngọc Diện Thần Quân Tường Xuyên sẽ là người chiếm ưu hơn khá nhiều so với Lục Mạch Thần Kiếm Triệu Mâm. Tuy nhiên thì hình thế hai xe của bên đen cực mạnh, và vì vậy là bên đen bắt đầu tăng cường hỏa lực để nhòm ngó và phát triển công thế phản đòn tích cực về phía Tường Xuyên. Lực cờ tiếp theo, bên đen đi lực cờ rất là tích cực, đó là xe 8 bình 4. Bình xe chiếm lộ đang có ý định là xông thẳng xe xuống để kẹp cửu và hỗ trợ tấn công, hình thành lên một thế tấn công lệch cánh khá là nguy hiểm dành cho bên đỏ. Bên đỏ mà không cẩn thận đỡ đòn trong tình huống này là bên đỏ sẽ dính những cao chiêu rất mạnh của bên phía Triệu Mâm. Lúc này thì bên đỏ sẽ có hai đường để suy nghĩ. Đường đi đầu tiên đó là lướt cờ theo thực chiến, bên đỏ đi lướt cờ chống sĩ để ổn định trận hình. Đường đi thứ hai có thể dùng được nếu mà tính toán một cách sâu sắc và kín kẽ hơn, cụ thể đó là lướt cờ mở mặt xe, xe 1 bình 2, chấp nhận cho đối phương tấn công bên cánh trái. Xe 2 tấn 1, bên đỏ vẫn có những đường đỡ rất là khéo léo và kịp thời, như là thủ pháp nhảy mã lên đấu xe. Đối phương không đấu thì bên đỏ sẽ có đường cờ pháo 7 bình 3, chấp nhận mất tốc đầu rồi lui mã về và sau đó vật ngược lên rất là nhanh nhẹn. Đến đây là hình cờ bên đỏ hành quân tác chiến một cách nhịp nhàng và uyển chuyển hơn. Khả năng bên đỏ vẫn là người giữ được tiên thủ trong ván cờ này. Trên thực chiến thì Tường Xuyên không đi như vậy. Tường Xuyên đã đi nước cờ si 4 tấn 5 là ưu tiên cho khả năng phòng ngự từ xa. Đây là một nước cờ thiên về trường phái chậm chắc và cẩn thận. Nhưng Ngạn Ngữ cũng đã có câu và cẩn thận quá thì hóa không hay. Và sau lúc cờ tưởng như ổn định được sĩ tượng một cách rất là tròn trịa vững vàng thì ai ngờ lại tự tạo điểm yếu cho mình. Tường Xuyên đã không ngờ đối phương đã có những thủ pháp phản công mạnh mẽ đến như vậy. Triệu Mâm nắm được chiến cơ ngay lập tức đi lướt cờ xe 4 tấn 4 quá mạnh và rất là hay và gọn gàng. Đang phục thủ pháp tiếp theo đó là xe 2 tấn 1 chóc pháo rồi làm hở sườn ở tượng lộ 7 của bên đối phương và sẽ dùng con pháo tay sĩ bình qua để bắt tượng và tạo ra thế công tuyến đáy vô cùng là hung hiểm dành cho bên đỏ. Lúc này đây thì bên đỏ bắt đầu khó khăn rồi. Tường Xuyên quyết định đi lướt cờ chờ thời xe 1 bình 2 để tìm xem phản ứng và chuẩn bị tư thế tiến lên để áp chế vào cánh mã lộ 7 của bên đen. Lúc này thì bên đen bắt đầu ra tay để tấn kích. Đầu tiên đó là thủ pháp điểm huyệt xe 2 tấn 1 dọa bắt pháo, buộc bên đỏ phải chạy pháo 6 bình 7. Và sau lúc cờ này thì Triệu Mâm đã nghĩ cách để bắt đầu phản công. Và các bạn thấy rằng do việc lên sĩ 4 tấn 5 đã tự làm tạo điểm yếu cho trận hình ở cánh trái của bên mình, Tường Xuyên sẽ hứng phải một series những đòn đánh đầy phong ba và bão táp của Triệu Mâm. Và Triệu Mâm quyết định đi lướt cờ pháo 4 bình 3 để soi huyệt, chuẩn bị có tư thế đó là pháo 3 tấn 7 đánh cục ngay. Và tuy nhiên nếu Triệu Mâm mà cẩn thận hơn, mà tính toán một cách sâu xa và trầm lắng hơn, anh ta có thể đi lướt cờ bước đệm trước khi nghĩ đến cục diện pháo 4 bình 3. Đó là thủ pháp mã 4 tấn 2, biến con mã nhàn rỗi của mình ở trong cung phi lên để bắt xe. Mục tiêu của lướt cờ này không phải để bắt xe, mục tiêu của lướt cờ này là đẩy con xe ở đường biên của bên đỏ ra khỏi cái vị trí có thể đệm vào để đỡ đòn đánh pháo 4 bình 3 rất là hung hiểm của bên Triệu Mâm. Đến đây, nếu như bên đỏ mà phạm sai lầm đâm xe chiếu thì sẽ không thể cứu vãn được cục cờ. Ví dụ như sau, nếu đi pháo xe 9 tấn 3 thì đối phương sẽ sĩ 5 thoái 4. Khi đó, nếu như có đi lướt cờ xe 9 thoái 2 để ngăn đường pháo 4 bình 3 thì sẽ bị đòn mã 7 thoái 5 cực kỳ là khéo léo và làm bàn đạp cho thủ pháp pháo 4 bình 3. Hình cờ này là hình cờ bên đỏ không tài nào có thể chống được lướt cờ pháo 4 bình 3 chuẩn bị soi tượng đáy của bên đen. Do đó bên đen sẽ ở thế phản tiên một cách rất là rõ rệt. Cho nên khi mà đối phương nhảy mã 4 tấn 2 thì buộc lòng bên đỏ sẽ phải đi lướt cờ đó là xe 9 tấn 1 để giữ lại khả năng đối phương pháo 4 bình 3 oanh kích vào cánh trái của bên mình. Khi đó bên đen sẽ có thời cơ trùng xe để cản mắt tượng, dọa lướt cờ xe 2 bình 1 ăn không được mã biên của đối phương.
Hình cờ này là hình cờ bên đỏ không tài nào có thể cứu được Mã Biên, buộc phải nghĩ cách để phản công trở lại. Đi được cờ xe 2 tấn 5 thì khi đó bên đen sẽ có thời cơ chém Mã Biên và sau đó bình xe trở lại chiến trường. Và hình này là hình bên đen hơn quân, mặc dù kém rất nhiều tốt nhưng thế trận của bên đen vẫn hoàn toàn là có thể lấn át được bên đỏ. Bây giờ với lớp biến thực chiến đó là pháo 4 bình 3 thay vì mã 4 tấn 2 thì vẫn đảm bảo được một chiến địa khá là đẹp dành cho Triệu Mâm, buộc đối phương phải thụ động đỡ phó, đối phó bằng nước đi đó là xe 9 bình 7. Lúc này đây thì Triệu Mâm mới bắt đầu quyết định đi lướt cờ dập xe về để có thể truy sát xe của đối phương. Lúc này bên đỏ không thể đi lướt cờ xe 7 bình 8 ăn xe được vì sẽ dính đòn pháo 3 tấn 7 cục ngay, buộc lòng phải đi lướt cờ cứu xe đó là thủ pháp pháo 6 bình 7. Và sau lướt cờ này thì bên đen bắt đầu đấu xe rồi tận dụng cơ hội để mã 4 tấn 2 bắt pháo luôn. Bây giờ con pháo này đang bị trói cứng theo chiều dọc, nếu như pháo lộn qua tốt thì sẽ bị lướt cờ pháo 3 tấn 7 sát tượng ngay, buộc lòng bên đỏ phải nghĩ cách để cứu pháo trong tình huống tiếp theo. Đây là một trạng thái cực kỳ là éo le và tranh vênh dành cho Ngọc Diện Tần Quân. Tuy nhiên thì Tưởng Xuyên vẫn xứng đáng là một trong cao thủ hàng đầu nằm trong top 10 của kỳ đàn Trung Quốc. Và mới nhất anh ta đã nâng cao chiếc cúp vô địch tại giải đấu Bích Quế Biên Bôi lần thứ 9 ở Quảng Đông một cách hết sức là thuyết phục và xứng đáng với một hành trình đầy hào hùng và oanh liệt. Bên Tưởng Xuyên đã có lớp cờ cứu quân khá ngoạn mục, đó là lớp cờ mã 9 tấn 7 nhảy lên để đuổi xe, dẫn dụ đối phương phải rời xe khỏi vị trí cản mắt tượng. Lúc này thì đến lượt Triệu Mâm sẽ là người suy nghĩ để tìm ra phương án đối phó với thủ pháp nhảy mã công xe của bên đỏ. Và Triệu Mâm đã đi một lớp cờ trên thực chiến vô cùng là sắc sảo và sâu xa, đó là thủ pháp thoái xe về Kỵ Hà, xe 4 thoái 3. Nếu như anh ta mà tính toán một cách không tỉ mỉ và cẩn thận đi lướt cờ xe 4 thoái 2 thì có lẽ cục diện đã đảo chiều ngay lập tức. Bởi vì đi xe 4 thoái 2 nó sẽ không có tác dụng như xe 4 thoái 3. Tại sao lại vậy? Giả sử bên Triệu Hâm đi lướt cờ xe 4 thoái 2 tưởng là rất hay và đang có ý định là bắt đôi cây của đối phương, mã đang nhòm pháo, xe đang nhòm mã, vậy thì Tưởng Xuyên sẽ chạy quân bằng cách nào? Khi đó Tưởng Xuyên sẽ có lướt cờ khéo léo để cứu quân một cách cực kỳ ngoạn mục bằng thủ pháp binh 7 tấn 1 qua sông. Đến đây thì bên đen sẽ có hai đường để lựa chọn. Đường lựa chọn đầu tiên đó là pháo 3 tấn 2 để ăn tốt thì bên đỏ sẽ có thời cơ chuyển hình pháo 7 tấn 1 rời khỏi vị trí chân mã đang bắt lại mã cánh trái của bên đen, buộc bên đen phải thoái xe về thủ. Khi đó bên đỏ sẽ có lực cờ cất mã 7 tấn 8 lên vừa vặn kịp thời để giữ pháo. Bên đen cố tình truy sát bằng thủ pháp mã 2 tấn 1 bắt đôi thì cũng sẽ bị chết lại con mã cánh trái ngay lập tức bằng nước đi xe 2 tấn 6 điểm huyệt vào hoa pháo. Khi đó hai bên sẽ dẫn đến một trường đổi quân liên tục. Nhưng ở hình cờ đổi quân này thì các bạn thấy rằng là bên đỏ vẫn đang lợi thế hơn một binh biên và trận địa của bên đỏ khá là đẹp. Bên đỏ vẫn là người giành được một chút thực lợi trên chiến trường. Còn nếu như không đi lướt cờ pháo 3 tấn 2 để ăn tốt mà đi lướt cờ tượng 5 tấn 3 thì còn tai hại hơn, khi đối phương sẽ có thủ pháp đào thoát rất nhanh nhẹn bằng nước đi pháo 7 bình 3 ăn tốt, đe bắt tượng đáy đánh cục, buộc bên đen phải rút tượng về phòng ngự. Khi đó bên đỏ sẽ thả sức tung hoành nhảy mã 7 tấn 8 qua sông để chuẩn bị đánh phá ngược lại đối phương. Hình cờ này là hình cờ bên đỏ sẽ là người chiếm ưu hơn so với cả Triệu Mâm. Vì vậy trong bối cảnh tưởng như sắp sửa vây bắt chết quân của bên Tưởng Xuyên mà bên Triệu Hâm không đối phó một lướt cờ tinh tế và sắc sảo thì anh ta sẽ không thể giành được quyền chủ động trên chiến trường. Qua những lướt cờ này các bạn sẽ thấy được cái công lực thực sự thâm hậu của các đại kiện tướng của Trung Hoa kỳ nghệ. Thực chiến thì Triệu Hâm đi lướt cờ xe 4 thoái 3 rất là cao tay và lướt cờ này đã đặt lên móng cho Triệu Hâm giành được ưu thế thực lợi trên chiến trường. Lướt cờ xe 4 thoái 3 sẽ có sự khác biệt như thế nào so với lướt cờ xe 4 thoái 2? Và nó khác biệt ở chỗ chính là bên đỏ sẽ không có cơ hội để đưa tốt qua sông để cứu cờ. Cụ thể nếu như bên đỏ và đi lướt cờ binh 7 tấn 1 qua sông thì bên đen sẽ có thủ pháp ăn pháo ngay, sau đó có lướt cờ vật pháo xuống mã để chiếm thực lợi hơn quân. Bên đỏ mà có lướt cờ tấn xe bắt lại mã thì bên đen sẽ phòng bị bằng thủ pháp bình xe bắt mã quỳ, sau đó sẽ nhân cơ hội rút xe về phòng tuyến để giữ chặt được thành quả của bên mình. Hình cờ này hình cờ bên đen mặc dù kém tốt nhưng lại hơn một pháo, rõ ràng là sẽ chiếm ưu. Đấy, các bạn thấy qua phân tích vừa qua thì các bạn thấy rằng lướt cờ xe 4 thoái 2 và lướt cờ xe 4 thoái 3 khác nhau chính là ở vị trí có thể chuyển sang
cánh trái để có thể truy bắt mã quỳ, sau đó sẽ có cơ hội để rút về phòng tuyến để giữ chặt được mã thủ của bên mình. Sau lớp cờ tính toán có sự sâu sắc và liền mạch của mình, Triệu Hâm đã đặt nền móng cho việc là hành quân tác chiến sau này, buộc đối phương phải đi lớp cờ pháo 7 bình 3 để chạy pháo. Khi đó bên đen bắt đầu ra tay ăn mã, buộc đối phương phải tấn xe vào trận địa để bắt lại mã thủ của bên mình. Tuy nhiên, việc ăn quân sau rõ ràng là sẽ gặp rất nhiều những trắc trở và bị động hơn so với việc là ăn quân trước của Triệu Mâm. Khi đó, Triệu Mâm bắt đầu nghĩ cách để phi mã và tạo ra điểm nhấn trong trận hình. Đây là những nước cờ phi mã cực kỳ quái kiệt và thần thánh của lục mạch thần kiếm Triệu Mâm, đã thể hiện được một cái công phu tấn công truy sát vô cùng là đáng lê và mãn nhãn của nhân vật xếp thứ tư trên bảng anh hùng. Sau lớp cờ lấy mã làm mồi nhử, bên đen ngay lập tức triển khai thế trận phản công. Mã 2 tấn 4, đối phương xe 2 bình 3, bên đen mã 4 tấn 5, đối phương pháo 3 bình 2. Như vậy các bạn thấy rằng là Triệu Âm đã tận dụng việc đối phương xa lầy vào tử địa, buộc lòng phải ăn con mã thủ lộ 7 và xe pháo lo đậy dẫm chân lên nhau và phải mất rất nhiều nhịp mới có thể chạy ra khỏi những cái vị trí bế tắc. Thì bên đen đã có 3 lớp cờ phi mã liên tục, mã 4 tấn 2, đấy, mã 2 tấn 4, rồi mã 4 tấn 5, sau đó là mã 5 tấn 4 đang dọa thủ pháp mã 4 tấn 3 ngoại tào chiếu tướng cực kỳ hung hiểm dành cho bên đỏ. Đến đây thì thế trận đã đảo chiều, bên đỏ dù rằng còn nguyên 5 con tốt nhưng hệ thống quân lực lại bị chia cắt, và đặc biệt là phòng tuyến phía sau đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng bởi hệ thống tấn công liên hoàn tam tử xe pháo mã vô cùng là cơ động và xuất sắc của Triệu Mâm. Lúc này để đối phó với lớp cờ mã 4 tấn 3 của bên Triệu Mâm, bên đỏ buộc lòng phải xé sĩ lên để cản đường mã chạy. Lúc này thì đến lượt bên đen đi. Bên đen đã không bỏ lỡ chiến cơ, ngay lập tức bình xe qua để nhòm ngó mã quỳ của đối phương và làm cho chất điện phòng ngự của bên đỏ lập tức lung lay dễ vỡ. Hình thế này là hình thế nếu như bên đỏ mà chạy mã quỳ thì trung lộ sẽ bị mở toang, bên đen sẽ có thời cơ pháo 3 bình 5 vật vào tốt đầu để chiếm thực lợi và tạo dựng ra hình thế tấn công một cách dồn dập bằng xe pháo mã vô cùng là ác hiểm. Cho nên bên đỏ không chạy mã, bên đỏ sau một hồi suy nghĩ Tưởng Xuyên đi lướt cờ pháo 2 thoái 3. Lướt cờ pháo 2 thoái 3 của Tưởng Xuyên trong mưu lược của cao thủ của thành phố Bắc Kinh nghĩ rằng là nếu đối phương mà ăn xe xuống mã thì anh ta sẽ có cơ hội để pháo 2 bình 6 ăn lại mã chiến của bên đen, và về sau bên đỏ hình thành thế cờ tàn hơn tốt chắc chắn là sẽ khả quan. Tuy nhiên sau lướt cờ này thì Triệu Hâm đã ung dung tấn xe chém mã và đưa đẩy đối phương vào một trạng thái cực kỳ là nguy nan. Lúc này thì Tưởng Xuyên đã phải trầm ngâm suy nghĩ, và sau khi phát hiện được âm mưu hết sức là tinh vi và hiểm hóc của đối phương thì anh ta đã cảm thấy rùng mình và bắt đầu trở lên là lúng túng, bởi vì Tưởng Xuyên cảm nhận được thất bại đang đến gần. Khi đó bên đỏ sẽ không thể đi lướt cờ pháo 2 bình 6 ăn mã được. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu như Tưởng Xuyên đi lướt cờ đó thì Tưởng Xuyên đồng nghĩa việc là mất xe và sẽ chắc chắn phải buông cờ. Cụ thể là nếu như bên đỏ đi lướt cờ pháo 2 bình 6 thì bên đen sẽ có thời cơ pháo 3 bình 5 vật tốt đầu chiếu tướng ngay. Và điều quái oăm và chớ chiêm thay dành cho Tưởng Xuyên đó là con tượng ngũ lại không có đường đi và đều bị vướng và tắc hết cây, cho nên buộc lòng phải lên sĩ và sẽ bộc lộ điểm yếu để cho bên đen xe 6 bình 8 hỏi cục. Lúc này thì buộc lòng bên đỏ phải ra tướng, và đó là thời cơ để bên đen đi nước cờ quyết định pháo 5 bình 7 bắt chết xe. Các bạn thấy rằng liên mạch là những lực tính vô cùng là xuất sắc và tinh tế của lục mạch thần kiếm Triệu Hâm. Lướt cờ vật pháo vào tốt đầu buộc đối phương phải lên sĩ, sau đó là thủ pháp bình xe qua lộ 8 và không những dọa cục mà còn khống chế đường rút lui của con xe lộ 3 đã lâm vào tử địa của bên mình, và sau đó là thủ pháp nhẹ nhàng pháo 5 bình 7 để bắt chết xe, giành lấy chiến thắng không mấy khó khăn. Cho nên là Tưởng Xuyên đã buộc lòng phải bỏ quân để đi lướt cờ binh 3 tấn 1 mà không dám pháo 2 bình 6 tự tiện ăn mã. Tuy nhiên lướt cờ binh 3 tấn 1 cũng chỉ là một lướt cờ đối phó trong tình huống nguy cấp. Hình thế tiếp theo đến lượt bên Triệu Hâm đi, và cao thủ hàng đầu của tỉnh Chiết Giang đã cho thấy một khả năng xung sát cực kỳ là mãn nhãn và nổi danh của mình. Bên đen quyết định pháo 3 bình 5 ăn tốt chiếu tướng để tạo hình thế tiếp theo. Bên đỏ sĩ 6 tấn 5, bên đen bình xe qua bắt pháo khỏi cục buộc bên đỏ phải pháo 2 bình 4.
sau đó là lướt cờ dập mã về ngũ rất là lung linh và kịp thời, đang đe dọa thủ pháp mã 5 tấn 6 ăn thực lợi con pháo của đối phương, hoặc mã 5 tấn 3 để dọa lướt cờ ăn sĩ tuyệt sát, buộc lòng bên đỏ phải chạy pháo, và sau đó là lướt cờ tấn xe để ghim chết pháo của đối phương, rồi đi lướt cờ quyết định mã 5 tấn 6 đang dọa lướt cờ mã 6 tấn 7 cục ngay. Nếu đối phương mà ra tướng sẽ là đường cờ pháo 5 bình 4 chiếu tướng, ép phải vào tướng rồi vẫn là lướt cờ mã 6 tấn 7, tạo thế sát không gì đỡ được của bên đen. Lúc này bên đỏ cố gắng gánh gượng đến cùng, đi lướt cờ binh 3 bình 4 với hy vọng có thể mở mặt xe lui về kịp thời chi viện, nhưng bên đen đã kịp đi lướt cờ rất tinh tế cắt đứt mọi sự chi viện của tiền tuyến bên đỏ, làm cho đường xe đã bị ngập trong chiến địa, không còn có cơ hội để có thể đáo hồi. Đến đây thì bên đỏ đã buộc lòng phải ký giấy nhận thua để không thể chống được lướt sát mã 6 tấn 7 của bên đen, và Triệu Mâm đã giành được một chiến thắng cực kỳ vang dội và oanh liệt, thể hiện được một công phu trung tàn vô cùng là đỉnh cao và xuất sắc, xứng đáng là một trong những nhân vật hàng đầu của Trung Hoa kỳ nghệ trong thời điểm này. Ván cờ đã đọng lại trong tâm trí của người hâm mộ về những khả năng điều phối khai trung tàn hết sức là mãnh liệt, sâu sắc và tinh xảo của các danh thủ hàng đầu. Xin cảm ơn sự yêu mến ủng hộ của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình video tiếp theo.